Con kính chào sư, thưa sư, con có tìm hiểu là người đồng tính không thể xuất gia trong tăng đoàn được. Nhưng nếu người đó giữ giới luật trong sạch và họ chọn cách ẩn tu, hàng ngày chỉ đi khất thực hành thiền và học kinh, khi nào có điều thắc mắc thì họ mới tìm đến đến giảng sư của mình. Như vậy những người đó có được xuất gia không ạ? Mong sư Hoàng Nghị giải đáp giúp con. Nếu như quý vị làm được á, thì quý vị chỉ có khả năng làm như thế này nè, là quý vị không có khả năng đi khất thực như các sư, thì mình có thể làm người ăn xin. Tức là mình không có thể làm được một cái tăng tướng ôm bát đi khất thực, nhưng mà mình có thể làm người khất thực, tức là người ăn xin. Thực tế mấy sư cũng là đi ăn xin thôi, thì mình không có tăng tướng, mình phải chịu khó vậy. Quý vị có thể ăn xin rồi mình lấy cái đó rồi mình ăn uống qua ngày, rồi ẩn tu thì cũng được thôi. Quý vị muốn giữ giới thì không ai cấm quý vị giữ giới hết, nhưng không được đắp y của chư tăng, nhớ nha, tuyệt đối không được đắp y chư tăng. Quý vị hoàn toàn có thể mặc đồ cư sĩ, mặc đồ rách rưới giá chằn giá đụp thì nó cũng thuận tiện cho việc mình đi ăn xin đó. Thì ẩn cư như thế thì được, nhưng mà nhắm làm được thì hẳn làm nghe. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.